thẳng tiến sân bay Tân Sơn Nhất. Mà trận 5 tiếng. Chào anh Tú Nguyễn. Chào Nguyễn Hiệu. Đúng Sài Gòn hoa lệ. Miền Nam lời ta một thời lầm lỡ, trốn lã lang thang kỳ bạc kỳ hồ, từ biết trước hết Tây Điền với vợ Tây Điền suốt ngày Biên Hòa này, Sài Gòn này, Vũng Tàu này, đấy, rồi xuống Bình Dương khu nghiệp Bình Đường này ở này, cứ lúc nào mà nghe thấy công an chuẩn bị mò đến phát này lại di chuyển địa bàn, nhưng là cuối cùng thì cũng lại bị bế vào đàn, bị các con vợ các ông giáo bế luôn sau những ngày tháng trốn lá tầm lá. Chào Tùng Toli nhé, Tâm Ly gần đến ngã tư Bình Phước rồi. Ok, cảm ơn Khánh Bế nhé. Nay về Lâm Định hả anh? Ok em, hôm nay về Lâm Định. Hạnh phúc. Chào anh. Ok, chào Tùng Tâm Ly. Mấy hôm bia rượu nhiều, trông chú có vẻ mệt hả chú? Đúng rồi Dương quá. Đắm chìm trong bình rượu, đắm chìm trong bia đấy, bia em cháu nhìn thấy chú đăng fanpage đây, fanpage là Tây Điền Định. Đó. Chính thổ ôm cái bình bia to như gọi là cái hai anh em mà ôm cái bình rượu đó, à bình bia. Đấy. Ngồi. Chào Ngọc Anh nhá. Bình bia cao như người luôn. Đấy, thế mà hôm nay có ba anh em, bảy anh em, đầu tiên ba anh em phải so ra thêm mấy người nữa. Là bảy anh em ngồi đấy, bú hết cái bình rượu, sợ bình bia đi kinh. Trong này dân Sài Gòn thì người ta uống bia rượu nhiều, không như ngoài Bắc mình, nhưng mà vào mà đú đẩn với anh em Sài Gòn này người ta cho chết, người hàng chết nghẹo đầu ngay, người lọt đàn đầu ngay, không tải được. Đi taxi mỗi mình nhà em, dạ vâng em đi taxi mỗi mình mà em chính em có việc, em chính bắt taxi cho em đi lên. Chào Đức Chu. Em phải tháng nữa mới lên thành đi cây được anh ạ. Cay thật. Ok Hiệp ASEAN nhé. Ok em. Chào Thành Duy. Em đi taxi một mình mà. Vì là hôm nay là em chính em có việc rồi anh ạ. Vì là phải vào việc luôn, anh em ở trong này bây giờ anh em đưa lên cũng được mà, như là các anh ở trong này thiếu gì xe đâu anh, nhưng là thôi thì đằng nào em lên rồi phiền anh em gì mình, em chính em bắt taxi, gọi taxi cho em đi. Em bảo em chính là thôi để gọi anh, gọi em gọi taxi cho anh đi chứ. Anh chính tổ bể to thế chắc uống bia kinh lắm. Úi giời ơi em ơi, anh Tú Nguyễn nói chính thổ thì sáng bia, chiều bia, tối bia, ngày đêm bia, sợ. Chào Long Con. Úi giời, nhìn bẻ cái chính thổ biết rồi, người không chịu nhiệt được. Anh em sao lại uống kinh lắm, uống sợ luôn đó. Cuộc sống ở trong lang người ta vậy, người Bắc mình thì trừ khi hôm nào anh em thì ngồi giao lưu hay là chơi hay là gì đó đi uống chẳng hạn như vậy, trong này ngày nào người ta cũng uống. Chào Phạm Tuấn. Họ Bế Cao Bằng chào người anh em nhé. Yeah. Ok cảm ơn Khánh Bế. Chào Thiên Phúc. Như có bụng anh chính thổ là em hiểu luôn vấn đề rồi. Kha ok Hiệp Arsenal. Anh chính ở cùng với anh Tăng Lào vậy à? Không, chính làm buồng trưởng ở B1 là gọi là C1 ngày xưa đó, nhưng là chính có ở với anh Tăng Lào đâu, là em xã hội của anh chứ có phải ở trong tù đâu. Chính là người em xã hội của anh,
từ thời lúc hai anh em đi ra xã hội. À, lúc đó chính Thổ vừa làm buồng trưởng C1 B1 về xong thì về chán gia đình, tư tưởng buồn chán, bắt đầu với tẩm xăng đốt đốt nhà, đốt cái nhà 2 tầng của nhà chính Thổ, cả chính Thổ luôn. Mà may làm sao công an cứu hỏa rồi là dân người ta đập cửa để cứu chính Thổ ra, không chết rồi, cả cái nhà 2 tầng đốt sập luôn. Thì bắt đầu là đi đốt được khoảng 2-3 ngày thì là đi ăn sáng, thì tới điền đi với Cường Bích đi ra ăn tiết canh ở trên chỗ Thượng Lỗi gặp chính Thổ. Nên là ngồi bắt đầu là biết qua chính Thổ, anh em đi với nhau gắn bó nhau từ đấy. Chứ còn thì em chính Thổ có ở với tăng nào với Thế Điên đâu. Lúc em chính Thổ làm buồng B1 thì Thế Điên đang ở trên trại giam Nam Hà rồi. Chính Thổ chưa gặp anh thôi, gặp anh là đổ luôn. Dạ vâng, ok anh Việt Nam. Chào Quân Trương, Quân Trang. Mình ơi, mình ăn cơm nhà không em lấu hả? Mình chưa hiểu Thiên Phúc ơi, chưa hiểu à. Chào Quang Khởi. Lần sau bớt cái tật nói sẹo đi xung đạp đi nha. Bớt cái tật đi ra thì là còn có khách cho mày chạy. Còn nó cứ tật mà cứ lươn lẹo mà nói sẹo là cho đói luôn. Em chào anh Đỗ Xuân Cường nhé. Chào Mạnh Dũng. Chúc mọi người có buổi tối, buổi một ngày vui vẻ nhé, tràn ngập yêu thương. Thế Điên lại ra Bắc thôi, ra sân bay giao lưu với anh em khán giả trên Sài Gòn chút rồi. 7 giờ Thế Điên lại ra sân bay để đi về ngoài Bắc, lại tiếp tục live stream gửi đến khán giả yêu quý trên kênh YouTube Thế Điên Nam Định. Thế Điên cảm ơn khán giả cũng như là những người anh em yêu quý theo dõi Thế Điên. Anh chào Huỳnh Trung Huy nhé. Thì anh Huỳnh ok em chào, chú chào Quận Nguyễn nhé. Hết tin tưởng mày rồi. Đi đâu với em? Xạo cho mày đi luôn. Không anh ơi, em lên Sài Gòn đấy ạ. Em lên Sài Gòn để tối em ra sân bay em về Bắc anh. Chào Giản Đơn nhé. Chào Hoàng Minh Đức. Thế Điên chào 14 người đang theo dõi trên live stream Facebook của Thế Điên, của Nguyễn Thủy nhé. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, tràn ngập yêu thương, bên mến gia đình. Vào trong mảnh đất Biên Hòa rất là tình cảm mọi người ạ. Anh em từ anh Tuấn Trọc, em Chính Thổ, em Dũng Trọc, anh Dũng Trọc rồi là các anh dành tình cảm cho Thế Điên. Thật sự là trong những ngày qua ở mảnh đất Biên Hòa, Thế Điên rất là hạnh phúc khi được tất cả những anh em đất Biên Hòa chào đón cũng như là yêu quý Thế Điên. Thật sự mấy ngày ở đất Biên Hòa, Thế Điên ra Bắc thật sự là cũng mang lại rất nhiều những tình cảm yêu quý cũng như là anh em mà đất Biên Hòa dành cho Thế Điên. Thế Điên chào, em chào anh Cuộc Sống Mới nhá. Chào Nghiệp Hổ Lai, Nghiệp Hổ Lai nhá. Chú đi chơi hay là có việc gì vậy? Đâu, chú vào đám cưới em Chính Thổ. Anh với Đức cứ đợi em, tưởng em xuống chơi rồi về. Anh ơi, em xuống chân em đau quá anh ạ. Hôm lọ đám cưới em Chính Thổ, thế là mấy anh em nhảy nhót ở dạp. Đâm ra chân em nó đau anh ạ. Bây giờ đi cài nhắc luôn anh. Đi cài nhắc luôn chân em bây giờ. Đi em phải lết luôn anh ạ. Không, em còn định ra em mua lạng em chống ấy. Anh chào làm lại từ đầu nhá. Chào em. Cho anh gửi lời chúc anh em Biên Hòa, cho anh gửi lời chúc
anh em ở lại nhiều sức khỏe, niềm vui cho cuộc sống. Chào Nguyễn Kim Kim nhé. Thế bao giờ về Nam Định? Dạ tối nay em bay ra Hà Nội anh ơi. Chân chú đỡ chưa đỡ à? Chân chú chưa à? Hoàng Minh Đức ạ, đỡ rồi, nhưng là hôm lọ vào bé người cháu bé nhảy hôm đám cưới em chính ấy, phiêu quá đâm ra là chân bây giờ nó gần như nó bị vỡ cái bắp cơ, bây giờ đi cả thoát luôn. Chứ không thì em cũng xuống Vũng Tàu giao lưu với anh với bạn Đức với anh em ở dưới Vũng Tàu, rồi qua chú Trịnh Minh nữa, nhưng là chân em đau quá nhỉ. Hôm qua em làm ở trên khách sạn em chính em đặt này mà em không lết được. Dạ vâng, anh cột xuống mới. Anh đi thưởng lộ với nhau thì 7 giờ ra bay anh nhé. Ok, anh nhớ rồi, làm lại từ đầu, anh nhớ rồi. Chào Linh Đức, Đan. Thế nên chào hai mọi người đang theo dõi livestream trên Facebook của Nguyễn Thùy nhé. Vậy thôi, em về thượng lộ Bình An cho anh gửi lời hỏi thăm tất cả mọi người thân cùng anh em ngoài em nhé. Dạ vâng, ok anh em cảm ơn anh Đỗ Xuân Cường nhé. Vì là em chính em mới bốc vé cho em từ ra rồi vào mà anh, thế đâm ra là nó có giờ bay rồi anh ạ, không thể xuống rồi xuống thì anh em sợ là xuống đấy chơi với anh rồi khán giả nữa yêu quý này ra nữa thì em chậm mất cái giờ bay ấy mà chân em nó đau quá. Chào Kim Long, anh chào Lê Phường nhá, chào Bố Tu Phạm, khán giả yêu quý trên kênh YouTube vào comment quá, nhớ câu chuyện của Thế Điên rồi cái thứ đâu rồi này. Thế Điên cũng mong là sao về sớm rồi đăng đàn livestream luôn, gửi đến khán giả trên kênh YouTube Thế Điên Nam Định cũng như là những người anh em yêu quý Thế Điên theo dõi từ suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều về may mắn nhé anh Dài. Ok anh Cảm Lê Phường nhá, chào Lê Huy Khôi về anh. Đúng rồi em ơi, anh về anh lên trên Sài Gòn giao lưu với mọi người một chút, với qua chỗ một người anh họ nhà vợ nhà anh Tuấn đó. Xong rồi là anh 7 giờ anh bay vì em chính em đặt hết vé rồi. Anh chào Hiệp Arsenal nhé. Chào Đặng Thế Bảo. Cháu chào chú Tế. Ok chú chào cháu nhé. Chú cảm ơn cháu rất nhiều. Hello anh Tế nhà. Hello em nhé. Hiệp Arsenal. Hôm qua là không phải là lỗ chân dài đâu, thật sự mọi người, vậy vì lúc đó là các anh Dũng Trọng, anh ấy rủ mấy anh em, cả anh Tuấn Trọng trước đó, mấy anh em cả em chính rồi anh em ra ngồi ăn ở trên nhà hàng đó. Thế thật sự là các anh ấy thì tầm trăm Thế Điên thôi, không Thế Điên uống không ăn mà. Thế các anh bảo là mày không ăn là không được, anh ấy bắt ăn cháo cháo chim bồ câu. Thế là Thế Điên thì cứ mãi ngồi uống rượu với anh các anh thôi, thế là không ăn mà. Thế nên là anh Dũng Trọng, anh Dũng Trọng với anh bắt cái em quản lý ở trên cái nhà hàng đó, em cũng yêu quý Thế Điên ở trên TikTok, thế là ngồi bắt ngồi là mớm cho Tế. Nhưng là Tế thật sự mọi người là mình không ấy được cái đấy đó. Chứ còn ra đó thì anh em của chính em chính yêu quý Thế Điên lắm, dành cho Thế Điên từ sức khỏe đến cuộc chơi hay là gì đó, anh em biên hòa sống tình cảm thật sự để cho những gì Thế Điên khi mà ra Bắc thì không biết là lưu lại ở trong mình rất nhiều cảm xúc đó, tình cảm anh em dành cho Thế Điên rất nhiều luôn. Lần trước thì hai vợ chồng Thế Điên cũng ở biên hòa mãi rồi. Nhưng cũng gần 25 nay quay lại. Trước hai vợ chồng Thế Điên đúng là trốn lã, trốn lại chị Lã ở ngoài Bắc, đi vào đấy hai vợ chồng còn thuê nhà mà ở chỗ Nga Ba Ti, ở chỗ Bia Đồng Nai. Trước thì vào giao lưu cái đêm 15 rồi, vào giao lưu với anh em Bình Dương rồi xuống Vũng Tàu chơi với anh Cường,
rồi mọi người lên Sài Gòn nữa. Đợt đấy gọi thì em chính đang ở Campuchia, đang ở sới Campuchia không về được. Nên là Tế Yên không ở lại được Biên Hòa, ra Bắc luôn lần này vào dự đám cưới của em chính thổ và chồng chính thổ. Tế Điên quay lại đất Đồng Nai sau rất nhiều năm. Đấy. Và lần này được anh em Biên Hòa dành tình cảm cho Tế Điên nhiều lắm rồi. Dành cho Tế Điên. Bởi vậy là cuộc sống mà vui hạnh phúc. Mấy ngày đất Biên Hòa ngập tràn cảm xúc luôn. Từ các anh, các em, các bạn, các cháu dành cả cái Tế Điên. Em trêu anh là khách hàng. Ok em nhá, ok em. Chứ còn nếu mà mình hiệp Arsenal này, chứ còn đúng không em, nếu mà làm sai lỗi gì đó thì mình chả bao giờ mình live stream hoặc là mình đăng lên đúng không em. Vì người ta cũng là khán giả yêu quý mình. Thì từ kể cả các cháu luôn. Các cháu bé hôm lọ xuống ôm người cháu và 3 tuổi kháu khỉnh lắm, ôm nhảy lên chân bà thì tót luôn. Tình cảm mọi người khán giả dành cho thì ở lứa tuổi nào cũng vậy, nam nữ không cần biết, nhưng là cứ khán giả yêu quý mình ấy rồi thì cuộc sống Tế Điên ngày hôm nay là khán giả dành cho đó. Nên là mình đàng hoàng, mình trong sạch thì không có gì cả, mà xuống Biên Hòa thì anh em Biên Hòa vậy thôi đó. Không bao giờ để cho Tế Điên gái gú gì cả, cái gì cũng là công khai. Cũng là ấy vì là các anh rồi em chính thổ cũng vậy thôi, vì là Tế Điên ở ngoài còn vợ con nữa, chứ không phải là nếu mà Tế Điên chưa có vợ cơ thì bảo là anh em thì người ta bố trí cho mình chẳng hạn cuộc chơi ở Biên Hòa thì các anh rồi là em chính thì thừa để dành cho Tế Điên, nhưng là Tế Điên vợ con rồi, những người anh em rồi là em chính vậy cũng giữ cho Tế Điên cũng không bao giờ. Chào Đoàn Nam nhé, đang đâu đấy anh đang lên Sài Gòn em ơi. Chào Tú Bùi nhé, chào Lê Huy Khải, Trần Trình. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Chào Quang Trung, chào Tròn Long nhé, chào Trần Hùng Cường. Anh em Sài Gòn ai yêu quý Tế Điên thì không đi được đâu xa à, nhưng là vì chân đau rồi, thứ nhất là phương tiện nó đi lại nó cũng khó khăn. Ở trên Sài Gòn mọi người biết rồi, nó kẹt xe rồi là nó đi chỗ lọ chỗ kia một tí thì nó cũng vất vả, mà nó vất vả là gọi là một đằng thôi, nhưng là nó sợ nó không kịp cái thời gian. Thế thì Tế Điên có ở sân bay Nội Bài. Ai là những người yêu quý Tế Điên mà ở gần đó thì ra cà phê Tế Điên có thể mời cả mọi người đi cà phê, mình ngồi anh em tâm sự một chút trước khi Tế Điên về Bắc. Chào về ấp Bình Định, Phú Đông nhân trạch. Bốn chỗ ấp Bình Định. Ok, chú chào Tròn Long nhé, chú chào Tròn Long. Anh ở Sài Gòn mấy hôm thì về nhớ anh lắm rồi. Anh lên Sài Gòn đến tối anh ra rồi em ơi, tối anh bay ra Bắc rồi. Chào Quân Nguyễn nhé. Chính là Tế Điên đang đi taxi. Taxi ra sân bay Nội Bài. Vì chân Tế Điên bây giờ không đi được cả nhắc luôn, xong lại còn túi đồ quần áo nữa. Anh em yêu quý Tế Điên thì ai mà ở gần sân bay mọi người có thể ra giao lưu với Tế Điên một chút. Tình cảm không biết bao giờ Tế Điên quay lại đất Sài Gòn nữa. Có khi là một năm sau, hoặc là có khi là như là cũng mong rằng được gặp khán giả yêu quý của mình ở trên kênh. Đó là tình cảm, tình thương, mến thương dành cho nhau. Cháu có kết bạn với chú rồi, khi nào chú rảnh chấp nhận với cháu nhé. Quý mến chú. Chú cảm ơn Tròn Long nhé, chú cảm ơn cháu rất nhiều. Chào lành Tuấn Chiến. Về nghỉ ngơi 1-2 hôm rồi lại live stream nhé. Ok em nhá, về phát anh có thể đăng đàn luôn đấy mày nhá. Vì mình ngồi ở nhà mà cũng không phải đi đợi đâu cả, cũng không có gì cả. Còn vào trong này thật sự là đi với anh em nhậu nhẹt rồi các anh dành tình cảm cho ngập tràn cảm xúc hạnh phúc
bản thân không có thời gian để live stream nữa. Thế Tế Điên cũng rất nhớ mọi người, cũng rất muốn kể những cái câu chuyện đấy mọi người biết. Thế Tế Điên cũng khi vào đến Biên Hòa ngồi tại nhà em Chính Thổ live stream luôn. Nhưng là sau này anh em người ở Biên Hòa từ anh Tuấn Trọc, anh các anh Dũng Diếc dành tình cảm cho Tế Điên nhiều. Bởi vậy Tế Điên không có thời gian để live stream. Cũng mong khán giả cũng như là mọi người yêu quý thông cảm cho Tế Điên được trọn vẹn mấy ngày ở đất Biên Hòa. Về Phát Điên đăng đàn luôn, ngồi bó gối cụ pha live stream luôn, lại gửi đến câu chuyện, những câu chuyện trong nhà tù cũng như là xã hội để gửi lên trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định. Chào Cường Nguyễn, hello anh trai Thành Nam nhé. Ok, anh cảm ơn Cường Nguyễn nhé. Chào Thịnh Lu Luzi, tiếng Anh thì tiếng chịu rồi, lớp 4 nên là em chào anh. Ok, anh cảm ơn Thịnh nhá, cảm ơn em. Chào Nguyễn Đức Tú. Anh em Sài Gòn ai gần sân bay chuẩn bị một chút nữa Tế Điên có mặt ở đất Sài Gòn ở sân bay Tân Sơn Nhất. Anh em yêu quý Tế Điên, anh em mọi người, anh em có thể gần đó giao lưu với Tế Điên, cho Tế Điên được mời mọi người đi cà phê. Rồi Tế Điên em chào anh Việt Nam, chào Không Lê nhé. Chào chúc em mọi người. Em cảm ơn anh Việt Nam rất nhiều ạ. Em cảm ơn anh. Bây giờ em ra sân bay Tân Sơn Nhất anh ạ, và ngồi ở đấy chơi với mọi người chút, xong rồi là em 7 giờ em có mặt là để bay rồi anh. Chào Nguyễn Anh Quyền, Mai Phong lắm anh ơi, cảm ơn Cường Nguyễn. Anh vào đấy lại say suốt thôi, thời gian đầu tiên kênh Ruby được. Anh vào đấy say suốt thời gian đâu mà lên kênh YouTube được. Cảm ơn Thịnh nhá, cảm ơn em. Chào Gia Anh. Nhớ mà ngoài Bắc, nhớ vợ, nhớ gia đình, nhớ khán giả yêu quý. Tế Điên cuộc chơi nào, người ta bảo rồi, cuộc chơi nào cũng có hồi kết. Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn thôi. Cuộc sống sẽ lại tiếp tục, tiếp diễn những ngày tháng. Và sau này, bởi vậy là cuộc vui có như thế nào chứ nữa thì mình cũng phải lại quay về với cuộc sống gia đình. Lại tiếp tục những bươn trải trong cuộc sống để tồn tại. Người anh em cũng ở lại cuộc sống. Bởi vậy Tế Điên cũng qua buổi live stream trên Facebook của Nguyễn Thùy gửi lời chúc anh Tuấn Trọc, anh Dũng Trọc, rất nhiều những người anh em, anh Hùng Xăm, rất nhiều anh em và em Chính Thổ với các em các cháu qua buổi live stream này, chúc tất cả những anh em ở Biên Hòa có một cuộc sống thật hạnh phúc, tràn ngập yêu thương. Mình chào bạn anh Đức Trần nhá. Sao anh không inbox em gọi điện anh Hùng Mõm ngay gần đây? Ok em nhá. Chào Tài Chính Dương. Bạn ơi, tối ra đất Hà Nội rồi. Tầm khoảng gần 9 rưỡi mình ra có mặt rồi. 7 giờ mình bay mà. 7 giờ bay thì tầm khoảng 9 rưỡi mình có mặt ở Hà Nội. Xong là mình sẽ qua vợ chồng bạn chơi. Xong bắt đầu là một đêm ở Hà Nội. Sáng mai mình về Nam Định. Ok bạn nhé, ok bạn. Chào Thành Đỗ. Ok Huỳnh Trung Huy nhé, ok em. Chào Long Thành Phạm. Cảm ơn Tài Chính Dương nhé.
Quỳnh Anh đang mong em về để thực hiện chuyến chuyên án đấy. Anh ơi, xấu hổ quá, hôm nay say nhỉ, say gọi cho anh không được, gọi cho đầu tiên gọi cho vợ em không được, sau gọi cho anh không được, gọi Quỳnh Anh không được, em say quá tủi thân anh ạ. Mà say làm ở trên khách sạn, say say xong lại còn còn gọi điện anh ạ. Con gửi tin, gửi tin thoại anh đấy, gửi cho Quỳnh Anh. Khóc anh ạ. Say say quá khóc anh ạ, say quá khóc. Chết dở anh ạ, rượu may là sao không đăng đàn này, đăng đàn live stream dơ người. Say anh ạ, say say nhớ, nhớ vợ, nhớ gia đình, nhớ anh em ngoài Bắc, nhớ anh, nhớ Quỳnh Anh mà say anh ạ, say chết chết dở. Như cũng biết mò các em chính thổ cho các em đưa em lên lên khách sạn. Em say quá anh ạ, em say quá, em cứ không biết là, bảo là không biết là em mình đâu rồi. Chính thổ gọi lên, lúc muộn gọi lên mà anh ấy nó tỉnh chưa, đi hát tiếp, bảo thôi thôi anh không đi hát hò gì đâu. Để anh say rồi anh ngủ thôi. Chết dở anh ấy cả. Chết dở. Anh Tế về chết với chị Hà nhé. Ok em, anh chấp nhận về lầm, bị lầm luật này em. Luật lá luôn em phải chứ. Càng ghét luôn. Về anh cho em xem ảnh. Chào Giang Hồ từ bé nhé. Chào Dũng Phạm. Em chào anh Dũng Phạm. Chào Duy. Duy Đề Sự nhé. Hello anh, hello Giang Hồ từ bé nhá. Cảm ơn em. Chết. Chết luôn nhé. Anh Việt Nam em biết rồi. Anh Việt Nam biết rồi, em biết rồi, biết rồi. Rồi khóc như trẻ con anh ạ. Nếu mà em thật sự luôn, lúc bước cái chân xã hội đánh nhau va chạm đâm chém anh ạ, kể cả em gãy chân gãy tay hay làm gì em chưa bao giờ biết giọt nước mắt luôn. Lấy giọt nước mắt của Tế Điền thì thật sự với anh hơi khó, chỉ có cái gì đó nó chạm vào lòng, hoặc là nó có cái gì đó nó thật sự nó cảm xúc thì mới lấy mắt Tế Điền được, thật sự với anh luôn. Bởi vậy hôm đấy em lầm, em nhớ mọi người mà gọi chả ai nghe máy em gì cả, thế đâm ra em buồn, em buồn em khóc thế thôi, chứ còn thì nước mắt của em không phải lúc nào cũng rơi được. Em thật sự luôn, lúc em đầy đọa khổ nhất trong nhà tù để nó lấy giọt mắt của em hơi khó, va chạm đâm chém rồi không bao giờ rơi nước mắt cả. Thật sự là có những cái tình cảm nó chạm vào tâm can mình. Rất là mắt khóc này. Bên trên xăng 26 mà vô cái chỗ khóc như đứa trẻ con khóc lóc lên. Cái tơ kẹo cái vải vô chút xíu. Tinh thần về ăn trường đi anh. Ok nhé, Giang Hồ từ bé. Ok em. Con chào mẹ Công Thị Lệ. Con chào mẹ nhé. Con chúc mẹ và gia đình có nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. Con chúc mẹ mãi mãi có một sức khỏe bên các con các cháu, và chọn những niềm hạnh phúc mà các con các cháu dành cho mẹ. Mẹ Công Thị Lệ nhé. Con chúc mẹ nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào Tiến Võ. Đúng lúc số đen, chả ai biết em gọi. Em gọi anh mà, gọi anh này, gọi vợ cũng không nghe, gọi anh không nghe, gọi Quỳnh Anh không nghe. Em gọi cho ba người yêu thương em nhất. Đó. Luôn ở bên em những lúc em buồn chán mà gọi không được. Chắc vợ em lúc đấy đang buôn dưa lê với thằng nào rồi. Đây. Quỳnh Anh thì chắc là đang chồng đang ôm ấp tình yêu. Anh thì chắc là đang chị đang thế đâm ra là còn nhớ thế đến đâu. Chào Nguyễn Thành Trung. Để ăn cái gì lúc đấy anh chị đang tâm sự
Quỳnh Anh thì chắc là chồng đang ôm ấp tình yêu, vợ em thì chắc đang buôn dưa lê bán dưa chuột với thằng Lào rồi. Chào thế anh Hoàng nhé. Anh chào Hiệp, cảm ơn em Hiệp Arsenal, cảm ơn em rất nhiều. Do hôm qua anh đi massage đấy. Không phải đâu thế anh Hoàng ơi. Hôm qua là anh đi massage, còn có hôm gọi là hôm kia mà. Hôm kia anh gọi cho vợ anh, gọi cho anh Việt Nam, cho Quỳnh Anh TV. Bảo ví dụ là hôm qua anh gọi cơ thì bảo là mọi người có thể bảo anh là ức chế rồi đi massage rồi là đi ngồi xà đùi em. Em quản lý nhà hàng thì bảo là ok bắt cái lỗi đấy được. Chứ còn thì đây hôm qua thì anh lại không gọi, gọi trước mấy hôm rồi. Quỳnh Anh là ai vậy? Quỳnh Anh là người em thứ nhất đầu tiên là một người em yêu quý Tế Điên từ ngày bắt đầu lập kênh Tế Điên 1996. Đến khi Tế Điên bị mất cái link đó và livestream ở kênh YouTube Tế Điên Nam Định. Em Quỳnh Anh và một người anh đó, vi hình Trung Huy rất nhiều. Đó, rất nhiều những người anh em rồi là Hiệp Arsenal các thứ yêu quý, rồi mọi người đều yêu quý Tế Điên hết. Nhưng ý Tế Điên nói là một người anh là đầu tiên giúp Tế Điên, động viên rồi là an ủi, cũng như là em Huỳnh Trung Huy, em Quỳnh Anh, em NN. Em NN thì anh mất Facebook rồi, không biết là em ấy không dùng Facebook nữa đó, kể cả Zalo nữa. Không biết là ở bên Thái có cái gì đó nhưng là không liên lạc được. Rồi Khánh Bế Văn nhiều lắm, rất nhiều anh em yêu quý, nhưng là mọi khi là Tế Điên hay chia sẻ với em Quỳnh Anh, với anh Việt Nam, ví dụ là những cái gì đó trong kênh, ví dụ sau buổi live stream, ví dụ tắt live stream đi thì Tế Điên những cái có những cái clip nào mà Tế Điên muốn cần anh Việt Nam hay là Quỳnh Anh tư vấn, không phải vì là tư vấn về cái tài liệu hay cái gì, mà chỉ hỏi anh là anh ơi buổi live stream này của em anh thấy thế nào đó, thì anh Việt Nam cũng như Quỳnh Anh TV, ví dụ em ơi ok, ví dụ là có cái gì đó thì mà chưa được tốt cho lắm thì anh với Quỳnh Anh TV có thể bảo Tế Điên để Tế Điên sau này chỉnh sửa đó, để cho mỗi buổi live stream cho được hoàn thiện hơn. Đó là em comment no cho anh Tế trên YouTube chính là cái chi tiết đó đấy anh. Ok anh, em Hiệp Arsenal nhé, cảm ơn em. Về đến nhà cất điều khiển luôn anh nhỉ. Đúng rồi em ơi. Cất rồi, vợ anh hôm qua thấy bảo là mua đâu mấy cái điều khiển dự bị rồi. Về thì anh phải cất ngay. Chào tôi là tôi. Chú ra sân bay chưa chú? Chú đang ra sân bay đây. Chú ra sân bay, chú ngồi ở sân bay từ trưa luôn đấy. Đến tận 7 giờ tối chú vì chú không đi được đâu cả. Bây giờ chân chú sưng lắm, sưng là đi cả toạc luôn, mà lại còn túi đồ chứ không đi được chứ không thì chú đi giao lưu với anh em ngay. Nhưng là đó thì thôi, mọi người cũng yêu quý Tế Điên thì nếu mà ai ở gần ấy thì có qua sân bay Thân Nhất chơi với Tế Điên một chút, để cho Tế Điên ra Bắc được trọn vẹn những ngày tháng trong những ngày ở Sài Gòn cũng như Biên Hòa được khán giả yêu quý. Chào bé Minh, chào Văn Duy nhé, Văn Duy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn những người anh em, bạn bè, các cô chú, các chị, cũng như là mọi người khán giả yêu quý trên kênh, theo dõi trên Facebook của Nguyễn Thùy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chú cảm ơn Văn Duy nhé, chú cảm ơn cháu. Thế nên không biết nói gì hơn. Chúc mọi người có được những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống. Béo vâng. Em cảm ơn anh Việt Nam. Ừ sao
không ở mà nghĩ gần giờ hay ra. Hà anh ra sớm thế thiệt lắm. Thôi em ơi, cuộc chơi nào cũng có phải lúc phải dừng, không thể kéo dài được, vì là anh em cũng phải còn cuộc sống nữa, chứ không thể đắm chìm chơi được suốt, vui được suốt được. Đó, mình phải cuộc sống thế điên thế thôi, cũng phải dừng cuộc chơi. Rất nhiều những người anh em gửi từ Biên Hòa, anh Cường này, có anh Đỗ Xuân Cường này, rồi bạn Đức này, bạn Đức Bình sống từ bé ở khu em chị Minh Bình ấy, sống từ bé ở khu, rồi rất nhiều anh em ở Vũng Tàu, rồi là ở quận 7 cũng biết nữa, là đều bảo Thế Điên ở lại, rồi anh Dũng Chọc vậy cũng bảo Thế Điên ở lại chơi mấy ngày nữa, rồi là đi ra ra đi, anh bốc vé mấy anh em mình đi ra chỗ chị Võ Thị Sáu đi du lịch. Nhưng là Thế Điên không thể ở được, Thế Điên bảo về Thế Điên còn cuộc sống nữa, còn gia đình vợ con, rồi là còn phải cuộc sống, rồi lại còn phải live stream nữa. Bởi vậy là cũng xin mọi người anh em là cho Thế Điên được trở về ngoài Bắc, chứ còn rất nhiều để nó đi không thể đi được hết. Mà cũng nói với nhiều anh, nhiều em, nhiều bạn cho Thế Điên được được về sớm, nhưng không thể gặp được, vì gặp làm sao được hết mọi người, vì nhiều người yêu quý Thế Điên quá, đi từ Bắc vào Nam rất hạnh phúc. Một con người, một đời người chỉ mơ được một lần được đón nhận, cũng như là nhiều người yêu thương như này, Thế Điên rất là hạnh phúc, rất trân trọng. Một thằng ngày xưa, một đầu đường xóa chợ lưu manh, trộm cướp, đâm chém vào nhà tù, khi trở về hoàn thiện bản thân, live stream trên YouTube được hàng bao nhiêu, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn khán giả yêu quý từ Việt Nam cũng như là bên Mỹ, rồi là bên các nước yêu quý dành cho Thế Điên. Bởi vậy Thế Điên rất hạnh phúc, một đời người chỉ được mơ được một lần như thế, thì Thế Điên đã đạt được, đó là hơn được rất nhiều những anh em phạm nhân khi trở về xã hội hoàn thiện. Đó là Thế Điên được mọi người yêu quý qua những câu chuyện, có những anh em phạm nhân có tài, đôi khi là có cả những bản lĩnh, đến nhiều như là được cái là họ không được được truyền tải những câu chuyện, và bởi vậy đâm ra là mọi người cũng chưa biết thôi, chứ cũng rất nhiều những anh tài và những người kể chuyện cũng rất hay, chẳng qua là người ta có thể người ta không phải là lương duyên đó. Nhưng thế thì được, đó được cái là có duyên trên kênh YouTube, một câu chuyện kể được đón nhận hàng chục nghìn lượt theo dõi, một buổi live stream cũng khiến hàng ca người vào xem rất là hạnh phúc. Chào Huy Hoàng Cao, chào Hải tua về. Ý em hỏi anh ra sân bay làm gì sớm, mệt ý anh. Anh ra đó là chủ yếu là anh cũng gặp một hai người em ở ngay sân bay, cũng tiện đó là anh muốn buổi live stream này có những anh em khán giả nào mà ở gần sân bay thì ra ngồi với anh Tế một chút, mặc dù mệt thật nhưng là được gần đến khán giả yêu quý, để anh ra Bắc vì không biết bao giờ mới quay trở lại đất miền Nam, đất Biên Hòa nữa. Bởi vậy là mình ra sớm một chút ngồi ở đó, vì chân anh không đi lại được. Vào trong đó anh em tiếp đón vui không chú? Chú cảm ơn Dương quá nhá, vui chào ạ. Bố chào Trà My, bố nhá, con nhá, con yêu của bố nhá. Tối nay bố có mặt đất Hà Nội rồi nhá. Nhớ nhìn học hành con nhá. Tối bố ra chơi với hai anh em nhá. Hai anh em con với bác Thu, bác Hoàng đấy, và những người anh em của bố nhé. Sau nào sáng mai bố lại về Nam Định. Từ ngày bố đi vào trong này chưa gọi cho bố lần nào đấy nhá, My nhá. Chào bố Gia Linh, My yêu nhá, My nhá, bì rượu mơ của bố nhá. Chào Nguyễn Xuân Phước,
mỗi con gái rượu. Yeah. Ông Hoàng Anh ấy, từ ngày bố vào không gọi cho bố luôn. Bố trêu vậy nhỉ. Con gái lại không gọi cho bố nữa thì còn cái gì nhỉ. Mi nhà, Mi yêu nhà. Nhớ bố không? Chồng Nguyễn Hiệu nhé.